Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý bà chị em ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa thật là phước hạnh chúng ta khi chúng ta đến nhà của Chúa và thờ phượng Ngài. Lời của Chúa sẽ ban lại cho chúng ta tình yêu thương, ân điển và sức mạnh để chúng ta được tiếp tục bước đi theo Ngài một cách đắc thắng mỗi ngày. Cảm ơn Chúa! Buổi tối hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là nhờ danh Chúa Giêsu để chiến thắng ma quỷ. Tôi xin mời Hội Thánh chúng ta cùng mở ra với tôi ở trong sách Luca đoạn số 11. Luca đoạn số 11 từ câu 14 cho đến câu số 28. Chúng ta sẽ theo dõi với tôi ở trong phần đoạn thánh này. Luca đoạn 11 từ câu 14 cho đến 28, tôi xin đọc lời của Chúa. Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ, song có mấy kẻ nói rằng người này nhờ Bê-en-xê-bun là chú quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng: nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự chia rẽ nhau thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình thì của cải nó vững vàng, nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không tu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phèn trước. Thưa quý bà chị em, ở đây chúng ta thấy được cái câu chuyện mà một ngày nọ Chúa Giêsu Ngài đuổi con quỷ câm. Và khi mà con quỷ nó ra khỏi người đó thì người câm liền nói được. Và tất cả mọi người đều lấy làm lạ. Và chúng ta biết rằng lời cuộc đời và chức vụ của Chúa Giêsu là một cuộc đời và chức vụ đầy dạy phép lạ, đầy dạy những dấu kỳ, đầy dạy những quyền năng. Nơi nào Chúa Giêsu đi ngang qua, nơi đó có những người được chữa lành, có những người được giải thoát, nhiều cuộc đời được lật sang một căn sự khác. Và ở đây chúng ta thấy được có một cái sự hé lộ của Kinh Thánh, đó là có những cái bệnh tật, có những cái tật nguyền mà ma quỷ nó có thể gây ra trên con người chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là khi mà quỷ câm nó bị đuổi ra thì người câm ngay lập tức nói được. Tôi ước ao rằng cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ chứng kiến thật là nhiều dấu kỳ phép lạ quyền năng mà Chúa Giêsu sẽ làm ở trên đời sống của chúng ta và trên những người xung quanh của chúng ta. Tôi ước ao rằng Hội Thánh của Chúa sẽ là nơi mà chúng ta sẽ thấy được nhiều dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra giống như trong thời Kinh Thánh. Hội Thánh sẽ là một cái bệnh viện thuộc linh để có thể đem đến sự chữa lành cho tâm linh và cũng như cho thể xác của những người đang hư mất ở ngoài kia. Quý ông bà chị em có muốn điều này diễn ra trong chính Hội Thánh của mình không? Nếu ngày hôm nay chúng ta đi ngang qua những bệnh viện trung tâm lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ thấy được có một cái thực trạng, đó là hầu như các bệnh viện đều đang bị quá tải, đúng không? Nếu chúng ta đi ngang qua bệnh viện ung bướu thì chúng ta sẽ thấy tình trạng đó diễn ra mỗi ngày. Hầu như là trước cổng bệnh viện lúc nào cũng đông người đi lại và kẹt cả xe luôn, quý mài chị em. Bệnh viện Chợ Rẫy thì dường như là không có chỗ nằm nữa. Tại sao lại xảy ra cái điều này? Tôi thấy rằng trong thời kỳ sau rốt này, ma quỷ nó biết thời giờ của nó chẳng còn bao lâu, cho nên nó tìm cách để ra sức bắn phá, tấn công, cướp giết, hủy diệt sức khỏe của con người chúng ta. Và nếu là Thánh của Chúa chúng ta đang thờ phượng một đấng quyền năng thì chúng ta cần phải khao khát để Chúa Ngài sẽ tiếp tục thi thố phép lạ của Ngài ở trong chính Hội Thánh của chúng ta. Nếu đức tin của chúng ta lớn, chúng ta sẽ thấy được Chúa Giêsu Ngài bước ra khỏi Kinh Thánh và Ngài sẽ bày tỏ phép lạ chữa lành của Ngài chung quanh cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu của Kinh Thánh cũng là Chúa Giêsu của ngày hôm nay.
Bởi vì hôm qua, hôm nay cho đến đời đời, Ngài không bao giờ thay đổi. Chúa Giêsu của ngày xưa với Chúa Giêsu của ngày nay vẫn y nguyên thưa quý mài chị em, không có gì khác biệt cả. Chỉ có khác là khác cái con người chúng ta khác thôi. Chứ Kinh Thánh lời của Chúa vẫn y nguyên, đúng không? Thời Hội Thánh đầu tiên, quý vị biết rằng là thời Hội Thánh đầu tiên thì họ nhóm bao nhiêu ngày trong một tuần không? Mỗi ngày họ đều nhóm lại trong nhà riêng, đúng không quý ông bà chị em? Còn ngày hôm nay thì Hội Thánh dường như là chỉ nhóm một tuần một lần thôi. Còn Hội Thánh đầu tiên đó là mỗi ngày họ đều nhóm hết. Ngày nào cũng vậy, họ đều tập trung để mà thờ phượng Chúa. Vậy thì có thể cái tổ chức tôn giáo có thể thay đổi khác nhau theo từng thời kỳ, nhưng mà Chúa Giêsu của Kinh Thánh không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngày cho chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa Giêsu của Kinh Thánh. Và Kinh Thánh nói rằng là ma quỷ nó sợ Chúa Giêsu quý mài chị. Ma quỷ nó sợ sự hiện diện của Chúa Giêsu mà thôi. Trong thời của Chúa Giêsu, Ngài còn sống ở trên đất này, Ngài thi hành chức vụ của Ngài, thì đã có những tôn giáo rất là lớn và hoành tráng. Và họ tự hào rằng là tôn giáo của họ truyền bá lời của Đức Chúa Trời. Và tôn giáo của họ có thể dẫn người ta đến với thiên đàng, đem người ta đến với sự cứu rỗi qua những việc nỗ lực làm lành, lãnh giữ, tu thân, tích đức, ăn hiền, ở lành. Đó là tôn giáo của người Pharisee. Người Pharisee họ tự hào rằng là họ có ngũ kinh của Môi-se, họ có những luật pháp từ thời Môi-se để lại. Và họ tin rằng là họ có thể nỗ lực để Đức Chúa Trời Ngài hài lòng và tiếp nhận họ, và cũng như là những người theo họ cũng sẽ được cứu rỗi qua những việc làm. Nhưng mà Chúa Giêsu khi xuất hiện thì Ngài đã làm đảo lộn cái trật tự đó. Chúa Giêsu cho mọi người thấy rằng là con người chúng ta không thể được cứu qua tôn giáo. Chúa Giêsu cho những người Pharisee và Sadducee và tất cả những tôn giáo thời bấy giờ nhận biết rằng là nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Ngài thì con người chúng ta đều là con số 0 trước tội lỗi và trước những quyền lực của ma quỷ. Bằng chứng đó là khi Chúa Giêsu Ngài giảng dạy ở trong nhà hội thì quỷ nó đều lộ ra hết quý mài cha. Còn trước đó, trước khi Chúa Giêsu Ngài xuất hiện thì tất cả những buổi nhóm đều vẫn diễn ra bình thường, đúng không? Họ đọc Kinh Thánh, họ cũng cầu nguyện ê-a với Đức Chúa Trời, những lời cầu nguyện của tôn giáo, nhưng mà không có cái gì đặc biệt xảy ra hết. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu Ngài đứng lên và Ngài cầm Kinh Thánh đọc thì bắt đầu có một sự biến đổi trong bầu không khí thuộc linh. Quỷ bắt đầu lộ ra và có nhiều dấu kỳ phép lạ của Chúa, sự chữa lành của Chúa diễn ra. Như vậy thì sự khác biệt mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy được ở đây đó là chính Chúa Giêsu Christ là sự bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải rằng là những cái lễ nghi mang lại cho con người chúng ta phước hạnh. Cái sự phước hạnh thật sự nó nằm ở trong sự diện của Chúa. Khi mà tôi còn bé thì tôi chưa hiểu gì về thuộc linh nhiều, cho nên là tôi thường hay suy nghĩ như thế này. Lễ mà lớn đó, thì mình sẽ tìm đến một cái nhà thờ hoặc là một cái giáo đường lớn. Thì lúc đó mình sẽ tận hưởng được cái bầu không khí trang nghiêm, bầu không khí tươi mới của Đức Chúa Trời. Và lòng tôi cứ lúc nào cũng được thôi thúc là mình sẽ đến những cái nhà thờ lớn để tham dự những buổi lễ Giáng sinh, buổi lễ Phục sinh. Nhưng mà khi mà tôi đến thì tôi thấy vui đó. Tôi thấy cũng đông người qua lại cũng rất là vui đó. Nhưng mà năm này qua năm nọ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Từ trong thể xác cho đến tâm linh, tôi không biết gì về Chúa cả. Cho đến khi tôi nhận biết rằng là tôi cần có Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của mình. Tôi cần phải được thay đổi. Tôi cần phải được kinh nghiệm Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh. Thì tôi thấy rằng là có Chúa Giêsu Ngài hiện diện thì những cái sự tối tăm, những cái gì nó thuộc về ma quỷ ở trong chúng ta, nó sẽ rời khỏi chúng ta. Khi tôi khoảng chừng tầm độ 14-15 tuổi, có một cái thời kỳ mà tôi bị một cái lời nói nó ám ảnh tâm trí của tôi. Đó là tôi nghe có một cái ý tưởng nó nói trong tâm trí của tôi rằng mẹ rủa xả Chúa Giêsu đi. Và tôi rất là sợ.
Tôi ngồi trên xe, ba mẹ tôi chở tôi ngồi trên xe và tôi cảm thấy rất là run sợ, bởi vì tôi biết rằng cái tiếng nói đó đến từ ma quỷ. Nhưng mà tôi không biết phải làm sao để tiếng nói đó chấm dứt ở trong đầu của mình. Tôi thì không dám rủa xả Chúa Giêsu, nhưng mà cái tiếng nói đó nó là rủa xả Chúa đi, rủa xả Chúa đi. Và tôi cứ cố gắng tôi né những cái tư tưởng đó, tại vì lúc đó tôi chưa có được dạy rằng là tôi phải chống lại ma quỷ như thế nào, tôi phải khước từ nó làm sao, tôi không biết. Tôi chỉ là một cái người giống như là một đứa trẻ phải chịu đựng và phải co rúm lại trước cái sự tấn công của ma quỷ, không biết làm sao để cái tiếng nói đó chấm dứt ở trong đầu của mình. Và cố gắng để quên đi cái tư tưởng đó. Và một thời gian sau, vài ngày sau, tôi nghe một cái tiếng nói khác. Và tôi biết tiếng nói này đến từ Chúa. Rằng là con hãy làm ngược lại với tiếng nói đó. Con hãy ngợi khen Chúa Giêsu đi. Con hãy nói tốt về Ngài. Con hãy ca ngợi Chúa, tôn cao Chúa Giêsu. Và bắt đầu tôi nói, ô cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã yêu thương con, Ngài đã chết thay cho con yêu mến Ngài, con tôn cao Ngài, Ngài là Chúa của con. Và rồi từ từ cái tiếng nói của ma quỷ kia bắt đầu nó rời xa khỏi tâm trí của tôi. Từ đó cho đi tôi biết rằng là ma quỷ có thật. Còn trước đó thì tôi chỉ đi nhà thờ theo một cái hình thức của tôn giáo mà thôi. Sau trải nghiệm đó tôi biết rằng ma quỷ có thật, bởi vì tôi đã bị nó tấn công và tôi không thể nào có thể ngưng lại cái tiếng nói của nó. Cho đến khi có sự hiện diện của Chúa đến ở trên đời sống của tôi và tôi đắc thắng được cái lần đó. Cho nên quý mà chị em ơi, ma quỷ có thật. Ma quỷ có thật. Nhưng mà Chúa Giêsu còn thật hơn ma quỷ nữa quý mà chị em. Đức Chúa Trời của chúng ta còn thật hơn ma quỷ nữa. Quyền năng của Chúa còn có thật hơn là quyền lực của ma quỷ nữa quý vị. Quý vị có tin điều này không? Dạ, Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là đấng quyền năng. Nơi nào có sự diện của Chúa, nơi đó sự tối tăm nó phải rời xa. Cho nên ma quỷ rất là ghét Chúa Giêsu. Ma quỷ rất ghét nhắc đến danh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó luôn luôn tìm cách loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi thế giới này. Đó là do tại sao mà ma quỷ nó dấy lên rất là nhiều người vô thần ngày hôm nay ở trên thế giới. Ở tại Việt Nam của chúng ta, những người vô thần đó vô số. Họ nói rằng tôi không tin có thần thánh gì hết. Nhưng mà khi mà bước chân vào trong những nhà của những người nói là tôi không tin thần thánh đó, thì trong nhà của họ đầy dẫy những thần này thần kia. Thổ địa, quan âm, quan đế, quan trường, thờ nhóc ở trong nhà hết. Họ nói họ là người vô thần, nhưng thực ra họ là người vô số thần. Bên ngoài thì họ tỏ ra họ pro lắm, họ chẳng sợ ma quỷ gì hết. Nhưng mà thực tế đó quý vị, tối đó, họ phải tụng kinh gõ mõ, họ phải ăn chay niệm Phật để ma quỷ không làm hại đến họ. Cho nên đó là một cái thực tế mà chúng ta thấy nó rất là nực cười. Nhưng mà đó là cái thực tế mà người ta cố gắng để loại Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống họ, để họ tìm kiếm một cái gì đó mà ma quỷ đang lừa dối họ. Bởi vì ngày hôm nay ma quỷ nó lừa dối người ta rằng là cứ sống theo ý của mình rồi mình sẽ có được thiên đàng trên đất này. Nhưng mà nhiều người đã tin vào trong điều đó và đã mắc bẫy ma quỷ. Nhiều gia đình đã tan nát, nhiều hôn nhân đã bị đổ vỡ bởi vì cớ đã đi theo những cái đường lối riêng của mình. Và bệnh tật nó cũng đến khi mà người ta sống theo ý riêng của họ, đúng quý vị. Ở đây Kinh Thánh không nói với chúng ta nguyên nhân tại sao mà cái người này bị quỷ cầm nó ám. Nhưng mà chúng ta biết được một điều rằng là khi Chúa Giêsu ngày xuất hiện thì Chúa đã đuổi con quỷ cầm nó ra khỏi người này. Và ngay lập tức người này được nói. Wow, nhiều người cảm ơn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng mà cũng có những người nói rằng là người này nhờ Bê-xê-bôn là chú quỷ mà trừ quỷ. Quý vị thấy không? Khi phép lạ của Chúa xảy ra thì luôn luôn có những lời bình phẩm và có những lời chế nhạo, có những lời chỉ trích và họ nói xấu cái phép lạ đó. Thời nào cũng vậy cả quý mà cho em, thời Chúa Giêsu hoặc là thời nay cũng vậy. Bất cứ nơi nào phép lạ của Chúa xảy ra, nơi đó luôn luôn có những cái bình luận không hay. Ở đây chúng ta thấy được Chúa Giêsu, Ngài có nổi giận không? Ngài có tấn công lại những người kia không? Không, Chúa Giêsu Ngài từ từ giải thích cho họ hiểu rằng là phép lạ đó không phải đến từ ma quỷ nhưng mà đến từ Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta học được cái điều đầu tiên ở trong sự giảng giải của Chúa Giêsu. Câu 17, Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ bèn phán rằng nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự chia rẽ nhau thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-xê-bôn mà trừ quỷ. Ở đây chúng ta thấy được Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó là
ma quỷ không thể tự chia rẽ lẫn nhau. Quý vị thấy ngạc nhiên không? Ma quỷ không thể tự chia rẽ nhau, nhưng mà ngược lại ma quỷ nó rất là hiệp một với nhau. Chỉ có con người chúng ta mới chia rẽ nhau mà thôi, chứ còn ma quỷ không bao giờ chia rẽ nhau. Bởi vì nếu mà nó tự chia rẽ nhau thì nó đã bị lụng bại, cái vương quốc của nó đã bị sụp đổ từ thời Chúa Giêsu rồi, chứ không có kéo dài đến ngày hôm nay nữa quý vị. Nhưng mà điều đáng buồn ngày hôm nay đó là trong vương quốc của Đức Chúa Trời không phải 100% các con cái Chúa, những người đi nhóm dự lễ trong hội thánh đều có sự hiệp nhất với nhau ở trong sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Vẫn có những sự chia rẽ với nhau bởi vì cớ họ không tin vào trong quan điểm của Kinh Thánh. Họ không tin vào trong những dấu kỳ phép lạ quyền năng của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết rằng là ma quỷ nó biết còn nhiều hơn chúng ta nữa, quý vị có tin điều này không? Ma quỷ nó thuộc Kinh Thánh hơn bất cứ con người nào ở trên đất này, quý vị tin không? Ma quỷ nó thuộc Kinh Thánh còn hơn cả mục sư nữa. Khi mà ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu thì nó đem Chúa Giêsu lên nóc đền thờ. Nó kêu Chúa Giêsu hãy nhảy xuống đi. Bởi vì trong Kinh Thánh có chỗ chép rằng là Ngài sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình và sai các thiên sứ của Ngài đỡ nâng ngươi. Quý vị biết cái câu Kinh Thánh được chép ở đâu không? Thi Thiên đoạn mấy, câu mấy quý vị nhớ không? Wow, quý vị thấy không? Bây giờ mình phải dở Kinh Thánh ra xem coi là nó trích dẫn ở đâu. Ma quỷ nó thuộc Kinh Thánh à, thuộc hơn con người chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà nó không chịu tin và làm theo Kinh Thánh thôi. Cho nên nếu mà chúng ta nói về lý là chúng ta thua ma quỷ ngay. Bởi vì ma quỷ nó biết nhiều điều hơn chúng ta rất là nhiều. Ngày hôm nay nhiều người họ cứ tìm kiếm trong Kinh Thánh cái chỗ nào nói rằng là phép lạ đã chấm dứt, quyền năng của Chúa đã thay đổi. Họ cứ càng tìm kiếm thì họ sẽ càng lại nhìn thấy nhiều cái câu thánh hỗ trợ cho phép lạ và quyền năng của Chúa vẫn tiếp tục đang xảy ra. Và cảm ơn Chúa rằng Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn y nguyên. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là có một đấng có thể khiến cho ma quỷ nó run sợ. Có một đấng khiến cho cái sự hiệp một của ma quỷ không thể đứng nổi được. Và đấng đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Ngoài Chúa Giêsu ra không có bất cứ một con người nào, không có bất cứ một đấng nào có thể trừ quỷ hoặc đuổi quỷ. Chúa Giêsu là kẻ thù đáng sợ nhất của ma quỷ và chính vương quốc của nó. Vì Chúa đi đến đâu thì Ngài cũng trục xuất nó ra khỏi những kẻ mà chúng đang ám thống trị. Và Chúa Giêsu đến thế gian này để giải phóng những người tin theo Ngài thoát khỏi sự cai trị của ma quỷ. Đặc biệt trong ngày cuối cùng, Ngài sẽ quăng chúng vào trong quả ngục đau đớn đời đời. Vì lý do đó mà Satan nó sẽ không bao giờ để cho Ngài dùng quyền lực của nó để xua đuổi chính nó và những cái người và những kẻ đi theo nó. Cho nên Chúa Giêsu Ngài rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy thờ phượng Ngài, hãy tin cậy Ngài và để cho Ngài được tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Hội thánh của Chúa cũng nên mở cửa cho quyền năng của Chúa được tự do xảy ra trong hội thánh của Chúa. Ở trong 7 hội thánh thời của Khải Huyền, có một hội thánh mà Chúa Giêsu Ngài đã phải viết thư gửi cho hội thánh đó. Và Ngài nói rằng là này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người đó, ăn bữa tối với người và người với ta. Khải Huyền đoạn 3:20. Tại sao Chúa Giêsu phải đứng ở ngoài cửa hội thánh mà gõ quý mà chứ em? Có phải chăng là hội thánh đó đang đóng cửa lại với quyền năng của Chúa không? Có đôi khi hội thánh thờ phượng Chúa Giêsu nhưng mà không để cho Chúa Giêsu có thể bước vào và tự do làm những công việc của Ngài. Cũng giống như thời của những người Pharisee ở đây, họ mỗi ngày Sa-bát đều thờ phượng Đức Chúa Trời đúng không ạ? Nhưng mà khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài tự do, Ngài làm những phép lạ, chữa lành, giải cứu đuổi quỷ thì bắt đầu những người Pharisee đó ra sức can ngăn Ngài. Ở đây tôi không đả kích hoặc là chỉ trích bất cứ một tổ chức hoặc là một hội thánh nào.
Nhưng mà tôi đang chia sẻ lời của Chúa cho mới thấy rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài phải được tôn cao hơn hết tất cả những cái lễ nghi, tôn cao hơn hết tất cả những cái giáo quyền, tôn cao hơn hết tất cả những cái nghi lễ của con người chúng ta. Và ngoài Chúa Giê-xu ra không ai có thể đuổi được ma quỷ. Ngoài Chúa Giê-xu ra không ai có thể đuổi được ma quỷ. Không có danh xưng của một giáo chủ tôn giáo nào của con người có thể khiến cho ma quỷ run sợ. Nhưng mà chỉ có danh duy nhất là Giê-xu Christ mới có uy quyền để khiến cho ma quỷ rời xa khỏi con người chúng ta. Và ngay cả những giáo hội chính thống, họ cho rằng là có thể mình đuổi quỷ nhờ cây thánh giá, hoặc là đuổi quỷ qua cái cúng kinh thánh này, hoặc là đuổi quỷ qua nước thánh. Họ xịt, họ rẩy nước thánh để ma quỷ nó sợ hãi và nó rời khỏi những người mà nó ám. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là những cái thứ đó ma quỷ đâu có sợ, đúng không quý bà cha? Tôi chỉ sợ danh Chúa Giê-xu Christ thôi. Tôi lên miền cao thì tôi thấy người đồng bào họ tin có ma quỷ, và người đồng bào họ tin có ma quỷ còn nhiều hơn là người Kinh chúng ta nữa. Người Kinh của chúng ta nói ui làm gì có ma, chứ mà lên vùng núi đó quý vị, hỏi 100 người đồng bào là hết 101 người nói có ma. Họ nói có thần núi nè, thần sông nè, thần rừng nè. Thậm chí có những cây lớn đó quý vị, họ không dám chặt luôn. Tại vì sao? Họ nói đó là cụ của họ. Có những người họ không dám chặt cái cây đa, cây cổ thụ đó. Nhưng mà bây giờ nhà nước phải phóng đường, cho nên họ bắt buộc họ phải chặt. Nhưng mà trước khi họ chặt đó, họ phải đốt nhang, họ làm lễ, họ cúng cái cây đó. Họ phải van xin thần ơi đừng có làm hại tôi, để tôi chặt cái cây này. Đó là thực tế đó quý vị. Và chúng ta thấy rằng là khi mà ma quỷ nó xuất hiện thì không có một con người nào dám đuổi nó đi, đúng không quý mài cha? Đúng không ạ? Theo tín ngưỡng dân gian thì nhiều người tin rằng là sau khi qua đời thì linh hồn người quá cố sẽ thành ma, lang thang chỗ này chỗ kia, gọi là cô hồn, đúng không? Rồi cái linh hồn đó đó cũng biết đói biết no, đúng không ạ? Cho nên là sau khi mà qua đời đó thì người ta rất là sợ hãi cái linh hồn đó, không ai cúng cơm cho, thì cái linh hồn nó sẽ trở thành cái con ma đói. Cho nên là cứ mỗi dịp lễ rằm gì đó là người ta cúng cô hồn, là để cho những cái linh hồn đói khác đó sẽ được ăn uống no nê. Để chi vậy? Để khi mà cái cô hồn đó mà nó không có đói á, thì nó sẽ không có quậy phá hàng xóm láng giềng. Quý vị có bao giờ nghe người ta nói đuổi quỷ không? Không, đúng không ạ? Chỉ có trừ tà thì có. Đuổi quỷ là không chưa bao giờ xuất hiện ở trong thế gian này. Nhưng mà từ khi Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này thì cái cụm từ đuổi quỷ bắt đầu mới xuất hiện. Đúng không ạ? Khi mà giả sử trong xóm hoặc là trong một cái khu vực nào đó người ta đồn chỗ đó có ma, ở chỗ đó có cô hồn cái đảng, thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ lập cái miếu, cái am tại đó để cúng đốt nhang cho cái linh đó, cho cái cô hồn đó, để nó không có phá người ta nữa. Lúc nào cũng phải cúi phải lại, ông ơi, ông tà ơi, hay người khuất mặt khuất mày ơi, đừng có quậy phá tôi nữa. Không biết là cái đó là cô hồn tên gì, nhưng mà cứ thấy nó là phải cúi đầu, phải van xin, phải lạy lục. Đó là chuyện xảy ra rất là thật ở ngoài thế gian của những người không biết Chúa. Nhưng mà chúng ta là người tin Chúa thì chúng ta biết rằng là những cái cô hồn đó thật ra không phải là linh hồn của người đã chết, không phải là linh hồn của người quá cố, nhưng mà đó là tà linh của ma quỷ. Vậy thì những linh hồn của người quá cố đi về đâu quý mài cha? Và sách Truyền Đạo đoạn số 12 nói với chúng ta rằng là thần linh thì trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên con người chúng ta, và thân xác này trở về với bụi đất, đúng không ạ? Rồi ở trong đúng rồi, con người của chúng ta khi chết rồi đó, thần linh trở về với Đức Chúa Trời, thì linh hồn đó không bao giờ trở về với dương gian này để mà
báo mộng hoặc là ban phước giáng họa cho con cháu. Ở trong Gióp đoạn 7 câu 9 cho đến câu 10 thì lời của Chúa nói rằng là như mây tan ra và đi mất thế nào thì người chết đã xuống âm phủ không hề trở về cũng thấy. Xứ sở người sẽ không còn nhận biết người nữa. Đó là một lẽ thật rất là mầu nhiệm và chắc chắn của Kinh Thánh. Cho nên ngày hôm nay có những con cây Chúa, tôi nói những con cây Chúa nhớ vị nha, có thể mơ thấy ông bà tổ tiên hoặc là người thân đã mất ở trong gia đình của mình xuất hiện ở trong chiêm bao. Thì chúng ta phải làm sao quý mài chàng? Có một số con cây Chúa nói với tôi: thầy ơi, hôm qua em mơ thấy người nhà em đã mất bây giờ xuất hiện. Tôi hỏi: ủa người đó nói cái gì? Em nói: không, dạ em thấy nó xuất hiện vậy thôi, không có nói gì hết á. Nhưng mà em thấy lo lắm, mục sư ơi, bây giờ phải làm sao đây? Tôi nói: bây giờ đuổi đi chứ sao, nó đâu có phải là người đâu, đó là ma quỷ, nó giả dạng, nó là kẻ lừa dối. Giả sử nếu người thân của chúng ta mà cứ xuất hiện liên tục ở trong chiêm bao như vậy đó, mà chúng ta không có phản ứng gì hết, thì quý vị sẽ thấy rằng là nó sẽ bắt đầu nó dở trò còn nhiều hơn nữa. Khi mà nó nhìn thấy cái sự phản ứng của chúng ta không có, thì nó sẽ tìm cách nó lừa dối để mà nó nói thêm với chúng ta: ở đây lạnh quá, không ai cúng hết. Linh hồn của tôi bây giờ đang vất vưởng ở trong cái chùa đó. Ngày mai có gì ra chùa đó thắp nhang cho tôi cái, cho tôi đỡ lạnh. Đó là cách ma quỷ nó lừa dối người ta, quý vị. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta nếu có mơ thấy cái người đã chết xuất hiện ở trong chiêm bao mình, chúng ta phải đuổi đi. Cho dù chúng ta có thương, có tiếc họ thật sự, nhưng mà phải biết rằng là họ không thể trở lại với dương gian này được nữa. Amen. Đó là ma quỷ thôi quý mà cha. Nhưng mà cũng có một trường hợp, đó là nếu chúng ta nhớ thương họ quá, chúng ta suy nghĩ về người đã khuất nhiều quá, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy họ trong chiêm bao. Nhưng mà chỉ là một lần mà thôi, chứ không thể xuất hiện đi, xuất hiện lại nhiều lần. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh nói rằng là hễ gặp nhiều lo lắng thì sinh ra chiêm bao. Nếu chúng ta cứ lo nghĩ, suy nghĩ về một người nào đó hoặc là một việc gì đó, thì chúng ta có thể sẽ thấy chiêm bao về cái điều đó hoặc là người đó. Khi chúng ta nói về chiêm bao thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó có thể xuất hiện ở trong chiêm bao một người mà nó ảnh hưởng trên người đó. Nhất là những người họ đã có những giao ước, những cái khế ước mở cửa cho ma quỷ bước vào trong giấc ngủ của họ. Chẳng hạn có người nói với tôi rằng: mục sư ơi, em cứ mỗi lần mà em mơ thấy em dọn nhà hoặc là lau nhà, quét nhà là y như rằng cái công việc của em nó bị trì trệ và nó bị sa sút. Và thật, tôi thấy rõ ràng là công việc bắt đầu bị sa sút ngay sau khi mà cái đêm nhìn thấy chiêm bao đó. Rồi có bao giờ quý vị để ý rằng là có những cái chiêm bao mà mình mơ thấy nó xong là qua vài ba hôm là mình gặp những điều xui xẻo hoặc là có những cái vận rủi nó xảy ra không? Như vậy thì Đức Chúa Trời ngày làm cho cái điều đó xảy ra, hay là ma quỷ nó làm cho điều đó xảy ra? Để chúng ta hiểu được thì chúng ta biết rằng là chiêm bao nó có nhiều nguồn gốc. Trước đây thì tôi suy nghĩ một điều rằng là chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm ra chiêm bao mà thôi. Nhưng mà sau này tôi đọc Kinh Thánh và tôi thấy rằng là chiêm bao nó có thể đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài có thể phán dạy với con người qua chiêm bao. Đúng không ạ? Nhiều nhân vật trong Kinh Thánh đã từng nhìn thấy những chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời. Một trong những cái điều đó đó là Mary và Joseph đã nhìn thấy chiêm bao rất là chính xác về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Nhưng ma quỷ nó cũng thể xuất hiện ở trong, nó cũng có thể xuất hiện ở trong chiêm bao của người ta nữa. Khi người ta có những cái cánh cửa mở ra cho tà thuật, bùa chú, lên đồng hoặc là cầu hỏi đồng cốt, cầu cơ hoặc là chơi những cái trò chơi liên quan đến tà thuật ma mị. Hoặc là có những cái sự liên hệ với người đã chết, nói chuyện với người đã chết.
Cho nên nếu anh chị em nào chúng ta trước khi tin Chúa mà chúng ta đã từng dính vào trong những cái tà thuật này và chúng ta quên đóng cửa lại, thì chúng ta hãy cầu nguyện tượng này trong danh Chúa Jesus Christ, con đóng lại những cánh cửa tà thuật bùa chú mà trước đây con đã từng mở ra trong chính đời sống của con. Chúa ơi, xin Chúa ngài tha thứ và cắt đứt tất cả những cánh cửa mà con đã từng mở ra khi con bước chân vào trong cái chùa đó. Con khấn, con vái, con kết ước với lại tà linh ma quỷ mà con không biết. Rồi con đi coi bói. Rồi ông thầy đó nói rằng là con sau này sẽ không được phước nếu mà con lấy cái người trai tơ. Con sẽ được phước khi mà con sẽ lấy cái người mà đã có chồng đó, hoặc là đã ly dị vợ. Có đâu quý mài chị em. Có người chị em nói với tôi: mục sư ơi, dạo này em làm ăn thất bát quá, không được phước trong tài chánh. Em nhớ ra lúc em còn trẻ chưa có lập gia đình đó, có ông thầy bói ông nói với em vậy nè: em sau này em sẽ sung sướng và phước hạnh khi mà em lấy cái người người chồng mà cái người đó đã từng ly dị một đời vợ, đã từng có chồng rồi đó. Em mà lấy cái người chồng như vậy đó, em sau này em sẽ phất, em sẽ được phước lắm. Còn nếu em mà lấy trai tơ đó, trai tân đó nghe, là em sẽ không được phước. Ồ, tôi nói nguy hiểm quá, cái này là phải cầu nguyện em ơi. Tại vì khi mà mình thuận lợi đó, mình không có nhớ, nhưng mà bắt đầu mình gặp khó khăn ha, xui xẻo, bắt đầu mình nhớ lại ngày xưa, à ông thầy đã nói như vậy. Người ta nói rằng là bói thì ra ma, quét nhà thì ra rác. Cho nên quý mài chị em phải đóng cửa lại tất cả những cánh cửa đó. Ngày trước ông thầy nói cái gì kệ ông. Nếu chúng ta còn nhớ những cái lời mà ông thầy đã nói với chúng ta đó, chúng ta cần phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, con cắt đứt tất cả những cái sự rủa xả đó trên đời sống của con. Con phải gãy tất cả những cái lời nghịch lại với hôn nhân của con, nghịch lại với sức khỏe của con, nghịch lại với tài chánh của con. Quý vị dám làm điều đó không? Quý vị có uy quyền ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ để có thể làm điều đó. Còn nếu chúng ta im lặng, chúng ta để cho nó tự do hành động trong đời sống của mình, quý vị ơi, nguy hiểm lắm. Giống như trong nhà mình có chuột mà mình không bắt chuột, mình không diệt chuột, đồ ăn bao nhiêu mình để trên bàn là nó liếm hết, nó ô uế cả nhà quý mài chị em. Phải đập tan đi tất cả nhiều đó. Ngày hôm nay có một số con cái Chúa cho rằng là thôi cái chuyện đó chuyện quá khứ rồi, Chúa tha thứ rồi, bây giờ mình nhớ lại làm cái gì nữa, đuổi nó làm cái gì, nó đâu còn đâu. Nhưng quý mài chị em ơi, phải nhìn lại trong cuộc đời của mình, có những lúc tiền bạc tài chánh nó thất thoát mà mình không biết được nó ra từ cái nó ra khỏi cuộc đời của mình từ cánh cửa nào hết. Hoặc là tại sao cuộc đời của mình có nhiều đau khổ quá, công việc của mình có nhiều cái xui xẻo quá, sức khỏe của mình tại sao nó giảm sút lạ quá, bệnh tật liên miên, đi khám bác sĩ không kiếm ra bệnh. Nhưng quý mài chị em ơi, phải nhớ rằng là tội lỗi thì Chúa ngài tha, nhưng mà có những giao ước, có những giao kèo giữ mình với ma quỷ. Nhất là có những cái lời tiên tri của Satan, nó đã trói buộc cuộc đời của mình ở trong quá khứ. Thì trong danh Đức Chúa Jesus Christ, mình phải hủy phá cái lời tiên tri đó. Amen. Nếu ma quỷ nói qua miệng thầy bói rằng là mình sẽ không được phước ở trong hôn nhân của mình nếu mà mình lấy người không có hạp tuổi, mình lấy cái người không hạp mạng với mình, hoặc là mình phải lấy cái người chồng ở đó phải là nhỏ tuổi hơn mình, hoặc là ở đâu đó thì mới được hạnh phúc. Thì quý vị ơi, chúng ta phải nhân danh để Chúa Jesus Christ cắt đứt tất cả những cái sự rủa xả đó. Alo. Alo. Chúng ta cố gắng tỉnh thức để mà nghe lời của Chúa quý vị ơi. Tại vì ngay cái chỗ mà chúng ta cần nghe đó quý vị, ma quỷ nó có thể nó sẽ bịt cái lỗ tai mình lại. Cho nên Chúa Giêsu là đấng được sức dầu để đem đến sự giải cứu cho dân sự của ngài. Ngày hôm nay có một lẽ thật mà nhiều thánh của Chúa lãng quên, đó là sự giải cứu cũng cần ngay trong chính nhà của Đức Chúa Trời. Tại vì có những sự giảng dạy sai trật cho rằng là ngày hôm nay mình tin Chúa rồi là ma quỷ không còn ở trong đời sống của mình nữa. Và những ai mà đuổi quỷ giải cứu thì mình cho rằng là đó là tà giáo, đó là bậy bạ. Bởi vì ma quỷ còn gì đâu trong đời sống của người tin Chúa đâu mà đuổi. Nhưng mà thực tế tôi nhìn thấy rằng là có nhiều con cái Chúa đã và đang bị ma quỷ cột trói. Bởi vì có những cái cánh cửa trong quá khứ chưa đóng lại.
có những cái lời giao kèo mà họ với Satan trước đây chưa được giải quyết. Giống như có những cái tờ giấy nợ mà trước đây chúng ta đã từng ký với Satan mà chúng ta không giải quyết giấy nợ đó, cho nên hôm nay ma quỷ nó cứ đi theo và đòi mình hoài. Và chúng ta muốn giải quyết những tờ giấy nợ đó, chúng ta phải nói trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi đã bị chuốc ra khỏi tất cả những quyền lực của ma quỷ. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con cột trói tất cả những cái quyền lực của ma quỷ ở trong con người này, nó phải chấm dứt công việc của nó trong danh Đức Chúa Jesus. Một sư ví có thể giúp đỡ tôi, mình có thể đem vào trong phòng hay gì đó để mình tiếp tục nghe lời của Chúa giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con công bố rằng quyền năng của Đức Chúa Trời giải phóng tất cả những con người ra khỏi những thế lực của ma quỷ, những linh của sự định tội, những linh của sự chết, linh giết người, nó phải chấm dứt công việc của nó. Danh Đức Chúa Jesus Christ quyền năng. Hallelujah. Chúa Jesus ơi, Ngài đang hiện diện ở đây. Con cầu xin quyền năng của Chúa Ngài hiện diện tại đây và Ngài giải phóng, giải cứu, chữa lành cho chúng con trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Ma quỷ là kẻ đang dạy chết, mày phải nghe đây, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, đi ra khỏi con cái của Chúa, đi ra khỏi dân sự của Ngài, đi ra khỏi bầy chiên của Đức Chúa Trời trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Những sự chống cự của mày không thể nào chống cự nổi trong danh Đức Chúa Jesus Christ, quyền năng của chúng ta trong danh Đức Chúa Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu, bởi vì ma quỷ và những thuộc hạ của nó đang bị quỷ phá giờ phút này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Những quyền lực của ma quỷ đang bị quỷ phá ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Hallelujah, ma quỷ mày phải bị trục xuất ra khỏi đây, trục xuất ra khỏi con người này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Đi ra khỏi con người này trong danh của Chúa Giêsu. Tất cả mọi sự kháng cự của mày không thể nào có thể đứng nổi trước danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Con là người phước của Chúa, xin Chúa ban phước cho con tự do từ trong tâm linh cho đến thể xác con, để con đi theo Ngài cho đến trọn đời. Con dâng linh hồn con, đời sống con trong lại đường Chúa. Xin Chúa làm con khỏi mọi tổn thương, mọi nỗi sầu, vô vật sự trống rỗng. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.